tiêu. 1. Trình bày được 4 phần chính và 3 phần phụ của hoa. 2. Mô tả được cách sắp xếp của hoa trên cành. 3. Hiểu được các quy ước về cách viết hoa thức và vẽ hoa đồ của hoa. Định nghĩa: hoa là cơ quan sinh sản hữu tính của cây hạt kín, cấu tạo bởi những lá biến đổi đặc biệt. Nhiệm vụ: sinh sản. Nội dung: các phần của hoa, cách sắp xếp của hoa trên cành, hoa thức, hoa đồ. Các phần của hoa: 1. Đầu nhụy. 2. Vòi nhụy. 3. Núm nhụy. 4. Hạt phấn. 5. Bao phấn. 6. Chỉ nhụy. 6. Phần trên là phần sinh sản. 7. Tràng hoa. 8. Đài hoa. Đây là 2 phần bao hoa. 9. Đế hoa. 10. Cuống hoa. 11. Lá bắc con. 12. Lá bắc là các phần phụ. Các phần chính của hoa: 1. Bao hoa, đài hoa, tràng hoa. 2. Phần sinh sản: bộ nhị, bộ nhụy. Bao hoa, đài hoa, vòng ngoài cùng của bao hoa, thường có màu xanh lục. Nhiệm vụ: bảo vệ các bộ phận của hoa khi còn ở trạng thái nụ, chưa nở. Cánh đài: đài có màu sắc như cánh hoa, ví dụ hoa huệ, hoa lan, hoa ly. Đài rụng sớm: đài rụng trước khi hoa nở, hoa thuốc viện, hoa mùi cua. Đài tồn tại: đài còn lại sau khi hoa tàn, hoa cà, hoa ớt. Đài đồng trưởng: đài cùng phát triển với quả, hoa cây tầm bóp. Đài héo tồn: đài tồn tại nhưng không phát triển mà héo đi, hoa móng chó. Đài hoa: người ta còn phân ra hai loại, đài hợp, lá đài dính liền nhau, hoa dâm bụt. Đài phân: đài rời, lá đài rời nhau, ví dụ hoa cải. Một số hoa có vòng đài phụ nằm bên ngoài đài, ví dụ hoa dâm bụt, hoa cây bông. Tràng hoa: cánh hoa nằm phía trong đài hoa, màu sặc sỡ. Một số loài có mùi thơm, hoa hồng, hoa huệ hoặc mùi thối, hoa bán hạ. Chức năng: quyến rũ côn trùng. Hai phần: phiến, rậu, móng, hẹp. Tràng hoa chia thành tràng hợp và tràng phân. Tràng hợp: cánh hoa dính liền nhau, móng hợp lại thành ống. Tràng phân: các cánh hoa rời nhau. Tràng hợp đều, tràng hình bánh xe. Phiến to loe rộng ra, hoa cà, hoa ớt, tràng hình nhạc. Phiến phình to và thắt lại ở đỉnh, cây hồng ăn quả. Tràng hình đinh, ống dài nhỏ, thẳng góc với phiến, ví dụ, mẫu đơn, đình hương. Tràng hình chuông, ống phình to giống như cái chuông, ví dụ, cắt cánh. Tràng hình phễu, ống hình trụ loe dần ra, hoa cà độc dược, bìm bìm. Tràng hình ống, ống hình trụ, kết thúc bởi các răng nông, hoa cây họ cúc. Tràng hợp không đều, tràng hình môi, họ hoa môi, gồm có hai môi với 5 cánh hoa, hoa ít mẫu, bạc hà. Tràng hình lưỡi nhỏ, phiến lệch về một bên, hoa xài đất, hoa đồng tiền. Tràng hình mặt nạ, gồm hai môi, môi trên dựng đứng, môi dưới mọc lồi vào trong, hoa mõng chó. Tràng phân đều, tràng hình hoa hồng, tràng hình hoa cẩm chướng, tràng hình chữ thập, hoa cải. Tràng hoa lan, một trong 3 cánh hoa biến thành cánh môi có hình dạng kỳ quặc. Tràng hình bướm, họ đậu, 5 cánh hoa xếp hình cánh bướm. Tràng phụ, một số hoa có thêm tràng phụ hình sợi, hoa lạc tiên. Phần sinh sản: nhị hoa và nhụy hoa. Bộ nhị là cơ quan sinh sản đực, nằm phía trong các cánh hoa, có hai phần: bao phấn, ô phấn, chứa hạt phấn, trụ đới. Chỉ nhị nối bao phấn với đế hoa, có thể dài hay ngắn, rời hay liền, có thể bằng nhau hoặc không. Các kiểu bộ nhị ngang số,
một vòng, xem kẽ, nhị, bằng cánh hoa, bộ nhị lưỡng nhị, hai vòng, xem kẽ, nhị bằng cánh hoa, bộ nhị đảo lưỡng nhị, hai vòng, vòng ngoài đối diện, vòng trong xen kẽ, cánh hoa, bộ nhị hai chuỗi, bốn nhị bằng, hai nhị dài cộng hai nhị ngắn, bộ nhị bốn chuỗi, sáu nhị bằng, bốn nhị dài cộng hai nhị ngắn, bộ nhị một bó, ống chỉ nhị hai hoa họ bông, bộ nhị hai bó, mười nhị bằng, chín nhị hàn liền cộng một nhị rời, bộ nhị nhiều bó. Bộ nhị là cơ quan sinh sản cái của hoa, cấu tạo một nhị có ba phần, núm nhị, vòi nhị, đầu nhị, lá đoạn. Các phần của hoa, hoa đơn tính, trên hoa chỉ có bộ phận sinh sản cái, hoặc đực, nhị hoặc nhụy, hoa lưỡng tính, trên cùng một hoa, có cả hai bộ phận sinh sản cái, và sinh sản đực, cả nhị và nhụy. Các phần phụ của hoa, cuống hoa, là cán mang hoa, có hoa không có cuống. Lá bắc, mỗi hoa mọc ở một kẽ, lá gọi là lá bắc, là lá đặc biệt. Đế hoa, là đầu phồng lên của cuống hoa, mang các bộ phận chính của hoa, có đế lồi, và đế lõm, có đế hoa hình bán cầu, hình đĩa, hình chén, hoặc hình nón. Cách sắp xếp của hoa trên cành, hoa đơn độc, cụm hoa đơn, không có hạn, 5 loại, chùm, mù, đầu, bông, tán, cụm hoa đơn, có hạn, sim, 4 loại, sim một ngả, sim hai ngả, sim nhiều ngả, sim co. Hoa mọc riêng lẻ, một mình trên cuống hoa, không phân nhánh. Cụm hoa đơn không có hạn, trục chính của cụm hoa, còn tiếp tục sinh trưởng. Để tạo ra các hoa mới, chùm, trục của cụm hoa mang nhiều hoa, có cuống, hoa ở dưới nở trước, ở trên lần lượt nở sau. Bông, giống chùm, nhưng các hoa không có cuống, vùm, bông đuôi sóc, bông mò, buồng, bông đuôi sóc, toàn hoa đơn tính, như đuôi sóc, ví dụ, hoa dâu tằm, hoa tai tượng. Bông mò, lá bắc to, toàn bộ cụm hoa, gọi là mò, ví dụ, hoa giấy, hoa bán hạ. Buồng là bông mò, có trục hoa phân nhánh, ví dụ, hoa cầu, hoa dừa. Mù, cuống hoa dài ngắn khác nhau, nhưng các hoa được đưa lên cùng một mặt phẳng, ví dụ, hoa mài, hoa lê, phượng quý. Tán, cuống hoa tỏa ra từ đầu cành hoa, có tán đơn và tán kép, là đặc trưng cho họ hoa tán. Đầu, đầu của trục hoa phồng lên, mang nhiều hoa không cuống, mỗi hoa mọc ở ngách lá bắc. Gọi là vẩy, quanh đầu có, tổng bao lá bắc, đặc trưng cho các cây họ cúc. Trục chính có một hoa, ở đỉnh, nên cụm hoa không mọc dài được, phải mọc các nhánh bên, liên tiếp nhánh bên cấp 2, cấp 3, sim một ngả, hình đỉnh, các nhánh nhiều phía, hoa mọc đối diện với lá bắc, khác với chùm, hoa la sơn, hình bọ cạp, các chồi bên hình. Thành về một phía, cụm hoa uốn, cong lại, hoa vòi vòi. Sim hai ngả, cụm hoa phân nhánh, rẽ đôi nhiều lần, hoa tận cùng, nở trước các hoa ở nhánh. Sim nhiều ngả, cụm hoa phân nhánh, nhiều hơn hai chồi bên, ở mỗi cấp. Sim co, nhánh cụm hoa, rất ngắn, như các hoa mọc ra, từ một nơi.